Lý Nhã Kỳ sức khỏe suy kiệt đến mức phải nhập viện, cả showbiz Việt vô cùng lo lắng. Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ được fan đứng ngồi không yên khi cập nhật bài đăng dài cho biết cô phải nhập viện vì lý do sức khỏe và gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng nghiệp vì lỡ hẹn quay chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh. Cụ thể, trên trang cá nhân chính chủ, Lý Nhã Kỳ bộc bạch, cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp. Từ nay rút kinh nghiệm nha mợ chảnh ơi, mợ mà yêu nhiều thì huyết áp mới cao và bình thường, rồi nhịp tim cũng mới bình thường lại nha mợ. Khổ ghê, nhập viện mùa Covid nên nhiều bất tiện. Xin lỗi các anh chị em nghệ sĩ đã vì Kỳ mà giữ lịch ngày 4-5 tháng 1 quay cho talk show mợ chảnh, vậy mà cuối cùng Kỳ nhập viện hôm nay, buồn và thấy ngại với mọi người lắm luôn. Kỳ hứa từ nay sẽ yêu nhiều trước khi quay để không xảy ra tình trạng huyết áp thấp và rối loạn nhịp tim nữa. Lý Nhã Kỳ cho biết cô vừa phải nhập viện vì bị tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên việc nhập viện điều trị cũng có nhiều bất tiện. Để khán giả vơi bớt lo lắng, cô nàng hài hước chia sẻ lý do mắc bệnh là do chưa yêu ai ở hiện tại. Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ đặc biệt gửi lời xin lỗi tới anh chị em nghệ sĩ đã giữ lịch quay hình cho talk show Trà chiều cùng mợ chảnh vào ngày 4-5 tháng 1 nhưng buộc phải hoãn. Trước sự cố này, cô nàng bày tỏ sự e ngại buồn bã. Cuối cùng, thay cho lời kết, Lý Nhã Kỳ hứa sẽ giữ sức khỏe và chăm sóc bản thân chu đáo để bạn bè và người hâm mộ được an tâm. Rất nhanh chóng, bài đăng vào đêm muộn của Lý Nhã Kỳ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với lượng tương tác tăng liên tục. Ngay dưới phần bình luận, bạn bè cùng fans hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và không quên gửi lời chúc mợ chảnh sớm bình phục. Được biết, thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thực hiện series mang tên Trà chiều cùng mợ chảnh do cô dẫn dắt với sự tham gia của các gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt. Dù mới được ra mắt nhưng talk show của người đẹp đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng và nhận được phản hồi tích cực. Trước đó, trong chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, Lý Nhã Kỳ bất ngờ có những chia sẻ về crush của mình trong showbiz Việt. Vũ Hà bất ngờ gợi ý về việc nghe tin gần đây Lý Nhã Kỳ đang để ý một nhân vật có tên bắt đầu bằng chữ A trong showbiz. Nam ca sĩ nói, tôi đang nghe thông tin trong giới showbiz là Lý Nhã Kỳ để ý một người có chữ đầu là A. Ngay khi nhận được câu hỏi, nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia không phủ nhận. Đúng là tôi đang để ý, nhưng không phải một người đâu mà rất nhiều người. Cái này tôi phải nói thật lòng không hề giấu giếm. Vì thế có thể nói là tôi đang để ý rất nhiều người với chữ cái đứng đầu là A, B, C. Tất nhiên tôi không thể tiết lộ những người mình đang để ý là ai. Mục đích của tôi hôm nay là được trò chuyện cùng với anh Vũ Hà, một người đàn anh mà tôi vô cùng yêu quý. Nhất là chuyện tình cảm. Đến khi 40 tuổi, đã hoàn thành hết tất cả mục tiêu, thì bắt đầu dành thời gian cho mình và bạn bè. Câu chuyện về nửa kia của Lý Nhã Kỳ đã được cô nàng chia sẻ khá nhiều lần. Ai cũng hỏi khi nào nữ diễn viên lấy chồng, nhưng cô chưa bao giờ giải đáp rõ ràng vì mọi thứ quá rối rắm. Ngoài cảm xúc, tình yêu của tôi rất lý trí, tôi luôn có sự phân định về tương lai của mối tình. Những người không đi được đến cuối cùng với tôi đa phần do họ không hiểu tâm hồn tôi. Mọi người hay nghĩ Lý Nhã Kỳ là người mạnh mẽ, không bao giờ thiếu thốn hay buồn bã. Nhưng tôi là người rất hướng nội, từ trước đến giờ tôi đã trải qua 3 mối tình, nhưng cuộc tình này khiến tôi dần rụt rè và không dám đánh cược cuộc đời mình với tình yêu nữa. Vì lúc nào tôi cũng thấy mình thua hết, Lý Nhã Kỳ tâm sự. Chính vì những yêu cầu đặt ra với bản thân và đối phương trong tình yêu khá cao, nên đến hiện tại, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa tìm được một tâm hồn đồng điệu và quyết định theo đuổi hay xác định cuộc sống hôn nhân.